Những ngày đầu trở lại với công việc sau Tết, câu chuyện chúng ta thường hay trao đổi với nhau là đầu tư gì cho năm mới. Và không biết quý vị khán giả đã có kế hoạch gì cho mình chưa? Vâng, và ngay sau đây thì chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của khán giả chuyện trưa 12 giờ về quan điểm đầu tư của họ nhé. Nếu cho quý vị những giỏ hàng như sau, quý vị sẽ chọn dùng tiềm lực của mình đầu tư vào giỏ hàng nào? Đầu tiên là sức khỏe, tiếp theo là công việc, sau đó là tình duyên và cuối cùng là đầu tư sinh lợi. Hẳn là mỗi người đều có mục tiêu riêng. Đối với người trẻ, năm 2020 là một năm nhiều khó khăn bởi đại dịch, đối mặt với thất nghiệp, giảm lương. Vì thế, năm 2021 sẽ là năm họ tập trung cho công việc, mong muốn thay đổi tích cực hơn. Hiện tại mục tiêu trước mắt của mình là cố gắng mình lấy lại cái khoảng thời gian mình đã dành cho 2 năm mình đi quân sự. Và hiện tại là mình sẽ cố gắng mình lấy lại cái khoản vốn đầu tư của mình, trước tiên là cái thời gian để mình học, trao dồi thêm nhiều cái kiến thức, tại vì để mà mình leo lên vị trí cao hơn. Theo như tôi thấy thì năm 2021 này thì mình nên đầu tư vào công việc và sự nghiệp của mình. Vừa qua thì năm 2020 thì của mình, kinh tế của mình đã không được ổn định rồi, thì em thấy nên năm nay sẽ đầu tư vào công việc, nó sẽ ổn định hơn. Và đối với nhiều người, sức khỏe là yếu tố đầu tư hàng đầu. Theo mình thì sẽ có những cái điểm chính để mình đầu tư. Thứ nhất là đầu tư về sức khỏe. Trong tình hình dịch bệnh COVID đang diễn biến phức tạp như này thì chúng ta phải giữ gìn sức khỏe, nâng cao sức khỏe, tập luyện thể dục thể thao thường xuyên. Thứ hai là chúng ta nên đầu tư vào cái sự nghiệp của chúng ta và công việc chính. Dành nhiều thời gian tâm huyết để mà làm tốt công việc. Thì như là mọi người cũng đã biết về tình hình dịch bệnh khó khăn, dẫn đến là kinh tế nhiều công ty phải cắt giảm nhân sự, giảm lương. Thì việc chúng ta phải trụ lại được ở một cái công ty, đòi hỏi chúng ta phải có sự cố gắng nhiều hơn. Ngoài việc đầu tư cho bản thân về sức khỏe, công việc trong năm mới, việc đầu tư vào các kênh sinh lợi như bất động sản, vàng, chứng khoán có nhiều tín hiệu tích cực hơn. Theo quan điểm của chị thì mỗi một kênh đầu tư đều có một mặt lợi và mặt hại khác nhau. Như bất động sản ấy, bất động sản thì nó phải cần một nguồn tiền lớn. Thì đầu tư thì theo tôi thì đầu tư vào các kênh là bất động sản, chứng khoán. Ngoài ra thì cũng cần phải bảo hiểm về sức khỏe cho mình và bảo hiểm về cái tài sản của mình nữa. Mặc dù nền kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái vì đại dịch COVID-19, nhưng chính phủ và ngân hàng trung ương các nước đã triển khai các chính sách nhằm hỗ trợ và kích thích nền kinh tế. Lợi nhuận cao thì rủi ro cao. Về đầu tư bất động sản thì là bất động sản đã đóng băng những năm gần đây là do về pháp luật chồng chéo, và hy vọng là trong cái nghị định 148 sắp tới có hiệu lực ngày 8 tháng 2 thì sẽ có thể gỡ ra những cái bất cập trong bất động sản và sẽ tạo cái nguồn cung mới. Về kênh vàng thì theo đánh giá của mình thì vàng đã tăng khá cao rồi so với là những năm trước dịch bệnh, đó là cái tỷ suất tăng của vàng nó sẽ không cao. Điều kỳ vọng lớn nhất của mình đó chính là tình hình dịch bệnh COVID sẽ được kiểm soát để mà kinh tế Việt Nam sẽ phát triển, sẽ có nhiều công ăn việc làm hơn cho mọi người và kinh tế ngày càng phát triển sánh vai với các nước trong khu vực. Hy vọng năm nay khi vaccine COVID-19 được triển khai và sử dụng đồng loạt sẽ thúc đẩy nền kinh tế phát triển trở lại, người dân ổn định công việc, thực hiện được những mục tiêu đặt ra trong năm mới.